Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video giới thiệu về chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu đỏ, và cho anh chị xem một chút về nội ngoại thất xe, cũng như là báo cho anh chị giá lăn bánh cũng như các thông tin về xe. Xe Cross thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá lên được 3 phiên bản là 1.8G, là phiên bản xăng tiêu chuẩn, có giá niêm yết là 746 triệu. Và phiên bản 1.8V trước mặt chúng ta đây là 846 triệu. Và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng pha điện là 936 triệu. 3 phiên bản thì được phân biệt với nhau là, thứ nhất có 2 phiên bản thuần xăng là 1.8G và 1.8V. Thì hai phiên bản nó giống nhau về động cơ, khung gầm, cũng là kích thước và cảm giác lái. Còn phiên bản khác nhau về option. Còn phiên bản 1.8V và 1.8HV thì có option giống nhau, đều có cửa sổ trời, đều có Toyota City Sense, đều có camera 360. Thì chỉ khác nhau về máy thôi, chênh nhau 90 triệu. Về chính sách bán hàng tháng 5 hiện tại thì hiện tại bên em đang có một số mã màu là giao ngay và tùy phiên bản. Đấy, chị nào cần em tư vấn thêm. Còn về mức tiêu thụ nhiên liệu thì xe chỉ tiêu thụ 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Đây là một chiếc xe bên em đã làm phụ kiện rồi nên là có một số cái phụ kiện trên xe, ví dụ như đây là được dàn phim 3M này. Và cái nữa là xe đã được trải thảm 6D. Màu nội thất của xe này là nội thất đen, và có hai lựa chọn về màu nội thất là màu đen hoặc là màu đỏ đun. Toyota Corolla Cross thì được ra mắt ở thị trường Việt Nam khoảng 2 năm trời, tuy nhiên là về cái chính sách bán hàng cũng như là về cái lượng xe thì cũng như là nó đã được không được thay đổi nhiều. Và điều đó cho thấy là ở Toyota bây giờ đã định giá cái giá xe mới ra mắt đều rất chuẩn. Nếu như là cái đợt vừa rồi đã ra mắt Toyota Ray này, Toyota Cross, Toyota Veloz Cross hoặc là Toyota Corolla Cross thì đều những dòng xe mới ra mắt và đều có cái mức giá ổn định, định giá cái xe chuẩn luôn, nên là cái chính sách bán hàng nó không thay đổi nhiều. Xe Toyota Cross thì nếu mà tính ra cái chi phí lăn bánh trong rơi khoảng tầm tháng 5 ấy, thì em sẽ tính cho anh chị cái phiên bản chúng ta đang xem đây là 1.8V màu đỏ và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh hoặc là Lạng Sơn, nó sẽ có thuế là 10%. Thì em sẽ tạm tính cho anh chị vào những cái phiên bản kia thì nó cũng tính tương tự như vậy. Giá xe thì là 846 triệu. Xe là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên là thuế vẫn là 10%. Thuế vẫn là 10% lệ phí trước bạ là cộng 84,6 triệu. Cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm nó sẽ rơi vào hơn 930 triệu, cộng thêm cái chi phí mua phụ kiện hay là bảo hiểm thì nó tùy theo cái nhu cầu của anh chị, thì em sẽ, nếu mà cần thì em sẽ tư vấn thêm. Còn đây là cửa sổ trời này. Nếu xe Cross thì được bên em hỗ trợ vay tối đa lên đến 80% giá trị xe, nên là em sẽ tạm tính cho anh chị lăn bánh một chiếc Toyota Cross 1.8V màu đỏ. Chi phí tối giản ban đầu thì là chỉ cần trả 20% của số tiền xe là khoảng 170 triệu, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm là 84,6 triệu tiền thuế, thì nó sẽ rơi vào khoảng 270 triệu là anh chị có thể lăn bánh cho xe ra ngoài đường. Thời gian vay tối đa thì bên em hỗ trợ vay tối đa là đến 7 năm. Còn tùy theo cái tình hình tài chính của anh chị thì em có thể là tư vấn cho anh chị đưa ra gói vay làm sao phù hợp nhất. Và trong khuôn khổ video nhanh này thì em sẽ giới thiệu về nội ngoại thất chiếc xe này, cũng như là phân biệt cho anh chị các phiên bản làm sao mà chọn nó phù hợp nhất. Anh chị nào có em tư vấn thêm về
trả góp hay là cần em tư vấn thêm về các thông tin xe, có thể liên hẹn giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.